Do ảnh hưởng của cơn bão tuyết, trần trong phòng vệ sinh của gia đình anh Phương bị sập mái. Nhà có trẻ nhỏ nên việc thiếu nước gây khá nhiều bất tiện trong cuộc sống. Chỉ trong vài ngày, anh Phương đã nhận được sự hỗ trợ để khắc phục đường ống nước. Cái mình cảm thấy rất là tốt của người Việt của mình khi mà gặp hoạn nạn như vậy. Đơn cử như là cái anh mà sửa ống nước cho nhà mình, chuyện xảy ra mình gọi cho ảnh liền, thì ảnh ưu tiên giúp cho mình trước, có thể là trước ngay cả nhà của ảnh. Ảnh có một số vật tư để chuẩn bị cho một cái công trình thì ảnh cũng sẵn sàng dùng cái đó để ứng ra trước cho mình để mà xây nhà. Thì mình cũng cảm thấy là rất là cảm ơn anh. Sẵn kinh nghiệm trong ngành xây dựng, khi nhìn thấy những khó khăn của cộng đồng người Việt sau cơn bão tuyết, anh Đạt cùng một số người bạn của mình đã đăng lời nhận hỗ trợ sửa nhà, sửa đường ống nước trên Facebook cá nhân. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bài đăng của anh nhận được sự chia sẻ rộng rãi. Mình cũng nghe thông tin là nhiều người Việt của mình bị bể ống nước. Thì mình với nhóm bạn của mình thì hỗ trợ bà con là giống như để số điện thoại của công ty mình lên đó. Thì mình bà con nào mà bị bể ống nước thì hãy gọi cho mình sẽ cho mình địa chỉ, mình tới mình sửa cho họ. Giống như mình không có tính tiền công, mình chỉ lấy tiền vật tư, tiền đồ để mình mua vật liệu thôi bạn. Ngày đầu tiên mình đăng post lên, đăng lên trên fanpage á, là có hơn 100 cuộc gọi. Những ngày sau bão, đường vẫn ngập trong băng tuyết, do đó việc đi lại rất khó khăn. Nhóm của anh Đạt phải đi với tốc độ chậm nên việc di chuyển từ nhà này sang nhà khác mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc khan hiếm vật liệu xây dựng do nhu cầu sửa chữa tăng cao sau bão. Tuy nhiên, các anh em trong nhóm vẫn cố gắng tìm cách. Sau 4 ngày, nhóm của anh Đạt đã hỗ trợ sửa chữa, giúp được hơn 25 hộ gia đình người Việt. Mình thì không có bị ảnh hưởng gì, cũng như cúp điện cũng không bị, mà nước cũng không bị cúp. Thì mình thấy mình là đã may mắn rồi. Thì mình muốn giúp đỡ mọi người. Trước bão tuyết thì mình khoảng 5-6 giờ chiều mình về rồi. Còn hiện tại thì 4 ngày nay là mình lúc nào mình về cũng khoảng 8-9 giờ tối hết chưa. Ai cũng góp tay đi hỗ trợ cái cộng đồng người Việt mình hết. Thì mình đã có nghề construction, xây nhà, sửa nhà sẵn rồi. Thì mình biết sửa những cái ống nước đó. Thì mình chạy đến mình sửa để mình giúp đỡ mọi người thôi. Mình góp chút sức nhỏ của mình thôi.